Đây là dãy ao làng mở rộng giữa các người bạn của mình. Để mình cũng có 5 tem. 1, 2, 3, 4, 5. Đây kìa. Tem nhất thích đủ thứ và tiền xa. Tem 2 Chibuku cho em xin. Tem thứ 3 là hủ tiếu gõ và gạt xong chết đó đi mẹ. Đâu có tem đâu rồi. Đây rồi. Tem thứ 4 là Thì Thì và anh. Hai vợ chồng sư phụ mình. Tem thứ 5 là ưa bình nè. Sinh viên tốt. Máy bay giờ là của sinh viên tốt rồi đó anh em. Chưa ai nhảy hết. Thịt mẹ. Tin được. Rồi, một tem đã nhảy rồi, sinh viên tốt. Mình sẽ follow sinh viên tốt và thằng Bình Zero này. Để nó. Vì ở nhà không có gì ngoài điều kiện, phải lên laptop, mở lên bật điện thoại. Có đủ má mấy tem kia rồi anh em. Má cái tem tiền xa. Tiền xa nó nhảy đâu vậy? Hiện giờ thì có 2-3 tem gì đó ở bot cam. Sinh viên tốt đang ở trên nóc. Đụng độ, có đụng độ rồi, có đụng độ rồi. Đụng độ dưới Thì Thì. Rồi, Thì Thì đã bị hư thiếu gõ gạch chân. Rip. Mẹ cái lồn này khó coi quá. Đây, tem số 4 là vừa hứa tôi gõ mà gạt xong chết. Gạt xong chết là bi bùi. Theo là tem nào đây? Spectre cái tem kia đi. Mẹ nó. Chuyện đéo được là sao? Ở khu vực này có 2 tem. Ồ má. Rồi thì và anh đang chết rồi. Mỗi người có một mạng cho hủ tiếu gõ và gạt xong chết. Khu này là sắp có đụng độ với ưu bình nè và sinh viên tốt. Thì đang chiếm được nhà chữ Y. Hủ tiếu gõ và gạt xong chết đang chiếm khu rìa. Ở trên bản đồ các bạn thấy một tem nhảy bay nan, tem nhảy cùng mẹ nó, cái thằng này lấy top 1 làm sao á, dễ nhất top 1 sẽ là 10 đô quy ra cạc điện thoại chứ là cạc 200.000, 300.000 á, 300.000 sẽ là hả góp vào quỹ từ thiện. Từ thiện cho ai không biết nha. Có đụng độ chưa đi mẹ nó. Cái map kích chưa đồng lỗi thì ra một tem bên nhà kho, hai kho tem bên mấy nhà lẻ tẻ. Thường mình sẽ nhảy cái nhà gần đây nè bạn, nhà đéo là giờ đánh dấu đéo được nè. Mình tiếp tục đây. Nó chỉ vừa xảy ra thôi mà một tem đã đai rồi. Quay lại tem số 2 giữa cho em xin và Chibuku. Mang tem này khá chắc chắn với khẩu huy BZ. Tem xin đang cầm trên người khẩu huy BZ. Có thằng Chibuku này là nó cầm trên người cái gì đây? Không thể nhìn thấy được. À màu 46 và cây K98. Mẹ cái giải ao làng lồn này đi mẹ bắn nhau thì đéo bắn. Ê sắp có đụng độ rồi. Rồi tem giữa sinh viên tốt và ưa bình nè chuẩn bị đụng độ hủ tiếu gõ và gạt xong chết. À,
những người có tên gạt sống chết thì thường là sống đeo thọ đâu. Liệu rằng có pha công nhà thần thánh hay không? Ừ, mình nè đang kê sẵn ở đây rồi. Mẹ hai thằng này kê như chó vậy. Gạt xong chết. Anh ta vẫn đeo biết là đồng đội mình đang bị bắn như con chó. Hủ tiếu gõ rồi, mình nốc rồi. Gạt xong chết làm gì đây? Anh ta đang cố thủ trong nhà. Dính 3 viên rồi. Anh ta bơm bơ máu. Xin biết tốt, ừ, mình nè đang cong lên. Tắt. Hủ tiếu gõ, bị gạt chân rồi. Bình đủ nó chơi gắt quá vậy. Gạt xong chết luôn. Ô, vậy là gạt xong chết đó. Tao nói rồi mà, thằng đó bắn ngu lắm. Gạt xong chết nó kêu được clear được cái tem á của thằng gạt xong chết. Rồi thì cho em xin đang đủ mon men qua khu bot cam này buff em. Mẹ cái tem lồn này nó cứ lút thế này thì khi nào mới xong? Thính thì thả ở khu gần Wari và Cave. Bo sắp thu vô rồi. Đây, thính đây. Chúng ta cùng xem coi thính trong đó là cái gì nha. 1249. Ồ, cốc 8. Và bộ 3. Giáp 3, nón 3, ba lô 3. Thính đầu lúc đéo nào cũng có 1249 hết. Nào, không theo dõi lại khu vực sinh viên tốt à. Thằng cho em xin này nó vẫn cứ xà quần khu đồi núi anh em à. Mẹ nó xin cạc gì. Đây vậy là hai tem đã ra đi, chỉ còn lại ba tem thôi. Cho em xin mà Chibuku mẹ nó chạy đi đâu vậy? Giờ này cũng chưa thoát khỏi kiếp bot cam là sao nhỉ? Mẹ thằng khùng. Éo hiểu được. Thích đủ thứ và tiền xa, hai thanh niên rất chắc cú các bạn. Lút xong khu này đụng nó ra lấy top 1 là chuyện bình thường. Nó chơi về đủ má chơi với chó luôn đi. Xin viên tốt thì đang có 2 kill. Ta bắn khá tốt với cái trình độ mà nghe tay phone vô riết khùng. Đây toàn mấy thằng bạn mình không à, bắn ngu mà tỏ răng nguy hiểm, đéo nào cũng sắm tay phone ăn ngủ búp luôn. Một sinh viên tốt này là thằng mà hả, để mình nói với các bạn nghe là nè, thằng này á là nó ngủ dậy xong bắn búp, điện thoại nó hết pin á thì nó chuyển qua laptop nó đọc truyện xong sạc đầy pin là nó lại bắn búp tiếp. Đó, cuộc sống của nó cứ xoay đi xoay lại cũng vậy thôi. Nó không có gì khác hơn được hết. Ăn ngủ là chuyện nó là quá bình thường đó nó rồi. Đâu khu vực này còn ai không? Thằng cho em xin này làm cái đéo gì đây, nó bò à? Bò này chết mẹ rồi. Chuẩn bị ừ bình nè và sinh viên tốt. Khả năng có thấy nó không? Theo như cái map này nếu mà nhìn ra thì thấy đó, sắp thấy rồi. Một trong hai người đang có vẻ là đã thấy rồi. Sinh viên tốt. Đó, ừ bình nè. Thấy rồi. Và đang xả súng cho vào cho em xin. Em xin nhảy như con chó. Rồi nóc luôn, thấy không? Thằng đồng đội nó đâu rồi biết. Thằng Chibuku này làm tính bỏ cả đồng đội luôn. Tình anh em chắc có mình lâu. Bình và sinh viên tốt liệu công lên hay không? Khi mà biết được là đồng đội của cho em xin đéo có ở đó. Thằng đấu đã diễn ra gần được 10 phút rồi. Mẹ có 5 tem mà đủ không nhảy chung bot cam bắn mẹ đi. Lấy cha 10 đô cho nhanh. Điện thoại lồn à, mình phải quay bằng điện thoại. Cho em xin đang sắp chết mẹ rồi. Bò đá này. Bình, nghe tên là biết tên Bình rồi.
Rồi, có vẻ là đã tìm ra vị trí nóc của cho em xin. Xin tốt rồi mình. Những pha tap rất tốt từ cây WBU của bên nè. Rồi. Đéo có gì gọi là nguy hiểm hết. Ồ, nó full giáp 3 nóng 3. À, tem này khá giàu. Đây cũng full giáp 3 nóng 3. Hai bình máu lớn, 10 băng đít, 7 lon nước ngọt. Rồi, nó uống trong mặt thầy nó ra. Này, cái tem lồn này giờ nó đang ở đâu biết. Trời đất ơi là trời. Giờ nó khu má mẹ vậy đi. À, nó thả thính. Nó tới khu thính anh em à. Cái thứ hai rớt ở gần ruin. Thính thứ hai có gì đây? Có adop không? Con M249. Đéo gì gọi là khác biệt hết. Thính giờ riết đi. Nha, quay bằng điện thoại lồn này mỏi tay quá anh em à. Giờ không có thấy giao tranh gì hết. Nè. Thấy không? Nhìn cái map này. Nè, nhìn đi. Thằng nữa bot cam mid. À, Chibuku chuẩn bị vô bot cam rồi. Liệu anh ấy có trả thù được cho đội bạn không? À, quên nhầm đồng đội mình không? Chibuku bắn ngu lắm. Lò mò ở đây nó không công qua bot cam luôn. Đéo hiểu được. Cầm thính không chạy vòng vòng vậy trời. Rồi. À, cái mã lồn này ra. Exit đi, đồ mẹ. Xin viên tốt hiện đang người dẫn đầu kêu, mới được 3 kêu. Thằng ăn ngủ vì game khác. Bắn tốt hơn hẳn những người còn lại. Rồi bo đang thu vào thính thứ hai, tiền xa và cái thằng thích đủ thứ đang là người có lợi. Trong lúc mà chờ đợi cho nó án thì mình làm điếu thuốc đó, game nhạc vậy luôn. Giờ như người nhìn bán đồ chứ ngồi nhìn lúc đồ mệt mẹ. Bạn thấy lúc các bạn nốc không? Xong rồi chết luôn, bị gạt giò luôn. Nhìn mấy đồng đội lút bực chứ. Nhiều thằng nó còn kêu, ê, ốp, tới lút. Mẹ, chết mẹ rồi, lút cặc gì. Rồi, thính thứ ba sắp được thả rồi. Thả bên kia xong. Phía Narip. Hà tĩnh. Tiền sao thích đủ thứ đang khả năng là băng qua đó rồi. Spectre nó cái rồi. Ừ, nó đã thấy thính rồi. Cái này chết vì thính rồi con à. Nó bị đeo sầm lồ. À, băng giải 10 đô mà. Có 10 thằng vô. À, hai thằng kia nó ngủ bắt cam luôn. Nó bắt chiếu ra nó ngủ luôn rồi. À, hai thằng khùng. Bắn 3 mạng xong rồi nó vợ làm mẹ vậy đây biết. Lút khi nào mới xong trời. Rồi, hàng này hình như là nó chuẩn bị ném bom nhau phải. Chibuku làm gì đây? Ủa, nó trèo lên cầu luôn anh em. Trèo lên cầu ở khu Binance. Cầm mùa 249. Cốt 3. Đó. Mùa 3 nóng 3. Chảo. Ê, cái gì xin qua đít nó đi. Nè. Cái gì xin. Ơ, con nhỏ này bị đâm đít anh em à. Ê. Xàm chứ. Ê, nhỏ này bị đâm nhiều phát là đít. Thôi tôi nghĩ không phải là đít đâu. Chắc là một bộ phận sinh dục khác trên người nó. À, chúng ta nhìn bản đồ ơi. Đúng rồi. Nghe game nhạc vậy lồ. Theo thì hiểu được. Con này chơi game để làm gì ấy. 10 đô cũng tiếc nữa. Đồ thấy phát ngán này.
để xem tính thứ ba này nó có gì trong đây đây. MK14 có một thằng lồn nào nó lụm cây ốp rồi chăng? Đây thằng này thích đủ thứ này, mẹ nó. Cái thằng tiền xa này nó cầm gì trên người nhỉ? Một cây K, có vẻ là K98. Không, WBU các bạn. Và M416. Anh thích đủ thứ, giờ nó nằm đủ như con chó con này, đéo thấy được súng nó. M249, chính xác là M249 rồi. À, thì ra là cái giảm thanh của cái súng gì nó đi. Hàng này bắt đầu rồi, khỏi bắt cam rồi. Đang tấn công qua cầu, nhìn qua bản đồ. Anh chạy bo sắp thu vào khu vực thính thứ hai. Điều đang có giao tranh xảy ra không khi mà tem 1 và tem số 32. Mẹ nó tem gì 32 trời. Em mình chó khùng. Sắp đụng độ nhau rồi. Nào. Ừ bình nè, chuẩn bị pha sấy tốt từ tiền xa chăng? Tiền xa có thấy gì không? Tiền xa đang sấy. Mẹ nó ngu như bò. Sấy con cắt gì chúng ba viên vậy? Thằng thích đủ thứ thì nó công qua bên trái. Rồi liệu pha công nhà thành công không? Mà nhà đéo đâu mà công. Công xong rồi. Bình đã phát hiện ra. Thích đủ thứ. Sự thứ đang đứng kế. Ôi, điệt mẹ gì đây? Ngu thế. Mẹ mình mà có những cái thằng đồn đội như vậy thì bố mày thua. À, tiền xa đã phát hiện Bình nè, ở trong nhà. Trong khi đó, sinh viên tốt cũng đã công vô rồi. Tiền xa. Woo-wee. Cứu không. Không, đừng cứu. Đồ mẹ, đừng có cứu mà. Rồi, nó công ra rồi anh em à. Rồi, tết. Đồ mẹ, xong. Má, tèm hủy diệt quá. Sinh viên tốt ở Bình nè. Mỗi người đã có cho mình tổng cộng là 5 kill với 3 kill của sinh viên ngu. Và ở bên kia được 2 kill. Đây là cuộc chiến còn lại giữa Chibuku và Bukuchi. Xem bản đồ thì Chibuku đang chạy đi đâu vậy trời. Má 10 đô khả năng là lọt vào cái tem của Bình và sinh viên tốt rồi. Cho tiền mấy thằng lô này thì cũng chả làm được mẹ gì nữa rồi. Sách tiền đi đánh bài rồi. À không, tiền này mình sẽ chuyển qua cả điện thoại nha. 10 đô. Chứ thằng Chibuku này mình nói thật là mình chả hy vọng gì của nó. À, cuộc chiến vậy xảy ra nó không gọi là hay lắm. Hôm nay thì mình nhắn tin cho rất nhiều người mà đéo ai tham gia đi mà. Khinh mình anh em à. Khinh mình quá. Tắt mẹ cái lũ bò này đi. Rồi giờ mình sẽ mở map lên xem thằng Chibuku nó rồi. Chibuku đang trong bo và sinh viên tốt. Chibuku đang đứng ra chặn bo rồi. Hay quá Buku ơi. Cho tụi nó Buku mày đi. Trời ơi sao lại nằm mẹ nó. Chỗ nằm sao vậy? Bình và sinh viên tốt. Hai người đang tiến vào bo. Cũng rất gần Chibuku rồi. Chibuku hình như là vẫn chưa phát hiện ra